Em và anh và em là người có lòng mời, có lời mời cho nên mình ghé. Và trong tất cả những cái trao đổi này, mình nghĩ được rằng chúng ta đều trao đổi qua cái lý trí, qua cái kinh nghiệm cuộc sống và qua cái mắt nhìn của chúng ta thấy cái tình cảnh của đất nước. Và trong suốt cái chiều dài lịch sử của cái gọi là 100 năm trở lại đây, từ những ngày Pháp thuộc cho đến ngày hôm nay, thì mọi người dân Việt Nam đều nỗ lực với chính bản thân của mình để vươn lên trong cuộc sống, trong xã hội. Mình nói rõ ràng, mình thấy như thế này: đảng phái nào đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có dân tộc là trường tồn. Đảng phái nào mà phục vụ cho chính bản thân của đảng phái thì đảng phái đấy sớm muộn gì cũng sẽ ra đi, có thể hôm nay còn nhưng mà mai sẽ ra đi. Nhưng mà riêng có một điểm chung mà anh em mình đều công nhận, đó là chỉ có dân tộc chúng ta là trường tồn, không có một đảng phái nào muôn năm, không có đảng phái nào gọi là vĩnh viễn trên cuộc đời này, trong cái lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc chúng ta đều thấy các triều đại vua chúa, các thời đại, các đảng phái đến rồi sẽ đi. Đảng nào đến mà phục vụ cho bản thân, làm giàu cho bản thân, ăn trên xương máu toàn dân thì sớm muộn gì thời gian và con người trong xã hội người ta cũng sẽ đào thải đi. Nhiều khi không cần phải đến một cuộc chiến tranh, nhiều khi không cần phải đến một cuộc bạo loạn, nhưng mà tự nó sẽ rụt, gọi là rụt lùi. Điển hình như cầm Dạ rồi, ok, anh cho em ngắt lại tí xíu. Thì qua cái chia sẻ của anh thì anh hãy đưa rõ cái ví dụ, anh ví dụ bây giờ anh nói theo cái ý của anh nói rõ hơn chút. Ví dụ như đảng thì anh nói là về đảng là do ai hay là người nào ăn cái gì nó phải rõ ràng, chứ anh nói chung chung thì thật ra anh em mình cũng khó có chia sẻ hơn. Dạ. OK, bây Đúng giờ không anh? mình đi vào chi tiết nha. Dạ. Thứ nhất Dạ là dạ. đa số dân chúng ta hiện nay ở trong đất nước thì có cái di chuyển, có cái xe cộ hai bánh, xe hai bánh để di chuyển, thì thấy đi ra ngoài đường một cái việc mà mọi người không ít thì nhiều chứng kiến, đó là đi sai cũng bị phạt. Cái đó là đương nhiên ở trong rất nhiều đất nước ở trên quả địa cầu này, nhưng mà không đi sai cũng bị phạt, là vì cái đồng lương của những người công an đó không đủ sống, họ phải làm một cái gì đó để có thêm cái lợi nhuận để sống. Việc thứ nhất, em có nhận thấy điều đó đang xảy ra ở Việt Nam không? À, anh à, bây giờ em sẽ trả lời anh câu này, và kế nữa thì em hỏi anh là anh cho em hỏi anh hiện anh đang ở đâu? Hiện nay mình đang sinh sống ở Hoa Kỳ trên dưới 40 năm rồi. Dạ Đó. rồi, ok anh. Thì dạ rồi thì ok, bây giờ em sẽ trả lời anh là anh hỏi là giao thông Việt Nam về chạy về vấn đề hai bánh thì không chạy, coi như không phạm lỗi cũng bị phạt và phạm lỗi cũng bị phạt, thì em chỉ đồng ý anh một quan điểm là anh chạy bị lỗi là bị phạt, chứ không bao giờ không có lỗi mà vẫn bị phạt. Vậy ạ. Rồi anh kèm thêm nữa là cái người giao công an giao thông phải ăn, ý anh là người giao thông ăn hối lộ đúng không? Đúng. Dạ rồi, rồi thì anh nói tiếp thì em sẽ Cái ý của mình nói lúc lúc này đó là đại đa số quần chúng ở trong nước chúng ta di chuyển bằng cái xe hai bánh, và tôi thấy những cái hình ảnh gọi là ngập trên mạng, đó là cái sự cư xử người công an giống như là một bạo chúa vậy đó. Có cái gậy, có cái ba tong, có cái khẩu súng thì làm những điều quá sai trái, và những cái việc nhỏ như vậy thôi khi mà đã để nó tràn ngập trên quê hương, trên đường phố thì cái người dân bắt đầu trở nên bất bình, người dân trở nên căm phẫn, là vì cuộc sống ở Việt Nam nó khó khăn lắm, khó khăn về mọi mặt để sinh sống, và nếu mà người dân cứ tiếp tục bị như vậy đó thì không khéo gì
trong những ngày tháng tới, trong những năm tháng tới, chính Đảng Cộng sản Việt Nam mà một số người cứ muốn nói là muôn năm nó sẽ tàn rụi, là vì trong quá khứ chúng ta đã nhìn thấy Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết, Đảng Cộng sản Ba Lan, Đảng Cộng sản Đông Đức, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Đảng Cộng sản Lô Mã Nhi và nhiều dân tộc độc tài trên thế giới. Rồi hiện nay cái đất Dạ. nước mà được cả thế giới nhìn đến đó là cái đất nước Syria. Khi mà bạo quyền, khi mà kẻ lãnh đạo nhân danh đất nước mà mang vũ khí quân đội, máy bay phản lực chính cái ngày đấy là cái ngày mà bắt đầu để để cho cái bạo chúa đó tàn rụi. Thì trở lại cái việc của đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, những cái việc nhỏ mà chúng ta thấy nhàm nhảm ở trên quê hương, từ những người công an cho đến thành phần xã, huyện, quận, tỉnh và gọi là bộ bộ chính trị Việt Nam, họ có bạc triệu, họ có bạc tỷ đô la. Và tôi hỏi thằng và tôi hỏi Đấy. thằng em sinh sống ở đâu? Em hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Ok, Minh. tức là em ở Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng, trong em ở trong thành phố nhà Hồ Chí Minh. băng, trong nhà băng hoặc là trong tủ nhà em có bao nhiêu tiền Việt Nam, hoặc em có bao nhiêu tiền đô, hoặc em có bao nhiêu tiền Pháp, hoặc em có bao nhiêu vàng, em có thể chia sẻ với anh em được không? À, thật ra về cái vấn đề này thì anh cũng hiểu rồi. Không, anh điều đầu tiên là anh cũng ở Hoa Kỳ, thì anh theo luật của Hoa Kỳ thì cũng có một số vấn đề về không có chia sẻ cái chuyện riêng tư của mình cho người khác, đúng không? Mà trong khi anh hỏi em thì thật ra thì em nói anh hiện tại trong nhà em đây sẵn ở tại Việt Nam, em sẵn chia sẻ cho anh luôn. Trong nhà em bây giờ không có tiền, không có tiền, nói thẳng là không có một đồng đô, không có pháp, không gì, nhưng mà chỉ có tiếng Vậy thì Việt thôi. em có khoảng Đấy. chừng bao nhiêu bao nhiêu tiền Việt Nam? Em chỉ đủ chi tiêu thôi, thì tầm vài triệu em bỏ túi Ok, thôi. ý của mình muốn nói là cái gia tài của gia đình em có khoảng bao nhiêu, nếu mà em gọi là có một cuộc sống êm ấm. Anh mừng cho em, thật lòng anh mừng cho Dạ em, rồi. và anh cũng mừng cho tất cả Dạ. mọi người nếu có một cuộc sống tốt đẹp bằng cái đồng mồ hôi nước mắt của mình, có cuộc sống an vui và hạnh phúc cũng như giàu có. Chúng ta mừng cho nhau. Biết đâu Dạ đấy rồi, có cảm ơn. dịp nào tôi về Việt Nam tôi hân hạnh được ghé thăm, anh em mời nhau đi uống cà phê hoặc là tá túc ở nhà nhau. Đấy là một cái niềm Dạ vui rồi. mình vui cho nhau. Nhưng mà cái ý Dạ cái rồi, nhưng mà ok cái anh. ý của tôi muốn nói là như này. Đại đa số, phải nói là trên 90% người dân Việt Nam không có sống, không có tương lai, cuộc sống nghèo đói. Tôi nói thật lòng, đất nước của mình đã mệnh danh là trồng lúa gạo nhiều nhất nhì trên thế giới, mà một số đông anh em gia đình đang sống ở Việt Nam đói. Ở đây không có nghĩa là chết đói, đói ở đây có nghĩa là cuộc sống nó không vững chắc, cuộc sống nó khó khăn. Cái đấy là cái mà tôi muốn nói đến. Chứ còn đất nước sau 40 mấy năm rồi, nếu mà còn một số đông người, nếu mà cơm hôm nay không có ăn mà lăn ra chết thì đã đến lúc nguy cập. Nhưng mà đói ở đây tôi muốn nói rằng đói cái sự, cái cuộc sống nó không được tươm tất, cuộc sống nó không được vững vàng, cuộc sống nó không được ấm no. Rồi ngược lại đó thì Dạ rồi, không không, anh cho em hỏi tiếp nữa là anh dẫn chứng từ đâu và có những cái sự việc như anh Bây, nói. bây, bây giờ tôi dẫn chứng như thế này. Bây giờ tôi dẫn Dạ. chứng như thế này. Em nói em ở Sài Gòn, em ở miền Nam. Và Dạ đúng rồi. nếu mà thực sự em mở mắt ra, em lắng nghe, em sẽ thấy rằng Sài Gòn của mình đã cướp giật nhiều má em. Và mình thấy như vậy mình buồn, là vì đất nước của mình đó mình cướp giật như vậy, mình làm cho cuộc sống nó xáo trộn, mình làm cho rất nhiều người trở thành nạn nhân của những cuộc đụng xe, té xe,
và chết vì xe. Và tôi cũng không, và dạ tôi rồi. cũng không muốn cái cuộc sống như vậy tiếp diễn xảy ra, là vì hôm nay có thể là người Rồi, khác nhưng mà ok anh. mai có thể là em hoặc là có thể là tôi nếu mà có dịp về thăm Rồi, Phương. ok anh. Thì anh cho em hỏi là cái chuyến anh về Việt Nam gần nhất của anh là bao lâu rồi? Cái chuyến gần nhất của tôi về Việt Nam đó là sáng hôm nay. Tôi coi một số cái video ở trong nước và những đài truyền hình của nhà cầm quyền, của những người dân bỏ lên, của chính anh em mình đang nói chuyện với nhau đây, để mình lắng nghe và mình nhìn thấy và mình học hỏi. Đó thì À, là có nghĩa hiện tại bây giờ là anh đang ở tại Việt Nam. tôi nói mà em không 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 để ý, có nghĩa là tôi cái lần mà tôi về gần đây nhất đó, có nghĩa là tôi nhìn qua những cái video của chính người Việt Nam bỏ À không lên, của anh em mình đang không nói em chuyện hiểu đó. rồi Đấy là cái chuyến đi về của tôi không đó. ý ý em là cái thời gian là bao lâu rồi, cách đây bao Tôi lâu? chưa một lần về đến quê hương, nhưng mà tôi dám nói được rằng Oh. tôi nhưng mà tôi dám nói được rằng tôi biết nhiều chuyện ở trong lòng đất nước còn hơn những người đang sống À ở trong đất nước, là vì tôi luôn luôn có cái ưu vậy tư về cuộc sống của người dân ở trong nước. Tôi dám nói ok anh, thì hiện tại trong diễn đàn của Dương ở đây cũng có rất nhiều anh ở hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, và các anh đó cũng rất về nhiều lần về Việt Nam, và cái anh về gần đây nhất là hiện tại là anh Chắc Hồ, là anh ảnh mới vừa về cách đây độ khoảng chừng 20 ngày hay là nửa tháng gì thôi đó. Nên đâm ra anh, nếu như những thông tin anh tìm hiểu thì ở đây thật ra Dương cũng chia sẻ với anh là anh nên tìm hiểu lại thông tin với những cái kênh chính thống hơn để anh hiểu được vấn đề của hiện trạng Việt Nam là như thế nào. Tại vì theo như là anh nói, anh đi ở Việt Nam cách 40 năm nay thì cái sự phát triển của Việt Nam và những cái đổi mới của Việt Nam như thế nào, qua những cái kênh anh thấy á, thì Dương cũng nói cho anh đó là anh nên tìm những cái kênh chính thống hơn, chứ còn những cái mà như anh nói thì Việt Nam có. Kể cả bây giờ anh cần một chút nữa, Dương sẽ kết nối cho anh xem những cái bạn, một người dân bình thường thôi, buổi tối họ có thể tự họ đi, họ live stream để họ săn lùng những cái tên tội phạm, những tên cướp giật như thế mình nào. mình Những cái mình điều anh mình nói là mình mình hoàn mình hoàn toàn có, chứ không mình có có. thấy những người đó, mình có biết những người đó. Đấy là Đấy. những người thực sự, những người Nên trẻ nên có lòng để chấn trị một số việc xấu đang xảy ra ở Sài Gòn, cái điều đó tốt. Nhưng mà cái ý của tôi muốn nói là như này. Những cái việc mà em đề nghị đó, thực sự tôi có coi. Tôi có coi và tôi coi luôn cả những đài truyền hình ở trong nước, những đài truyền hình ở trong nước và ngay cả báo Tuổi Trẻ, ngay cả báo Lao Động, họ cũng loan tải những cái việc bất chính liên tiếp xảy ra ở trong nước hết năm này qua năm nọ, hết nhiệm kỳ tổng bí thư này sang tổng bí thư nọ. Em nhớ là ông Nguyễn Phú Trọng có nói một cái câu như thế này không? Không biết 100 năm nữa chúng ta có đến được xã hội thiên đàng xã hội chủ nghĩa không? Tại vì nó không có, làm sao chúng ta đến? Không, anh theo anh nghĩ kiểu, tại vì thứ nhất là anh đã xa Việt Nam tận 40 năm rồi. Tôi Và tất cả những cái tôi gì vừa quả quyết với anh em đó là tôi có biết là nếu mà so sánh từ năm 75, những lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dân tộc qua những lúc khó khăn nhất, đói khổ nhất cho đến ngày hôm nay, có sự thay đổi. Có sự thay đổi, nhưng mà nó được gọi là nhỏ giọt. Tôi dám cam đoan cái điều đó. Tôi ra đi bàn tay trắng 13 tuổi và tôi sống ở Hoa Kỳ khó khăn cũng như tất cả mọi người trong nước. Nhưng mà tôi dám hãnh diện và nói một điều này. Sau sự khó khăn, tất cả, hầu như tất cả, rất đông người và người Việt Nam sinh sống ở ngoài hải ngoại đều an cư lạc nghiệp, điển hình như gia đình tôi. dạ À, rồi nhưng mà ok nhìn anh, như, em xin nhưng ngắt mà ngắt nhìn lại đất nước, nhìn lại dân tộc và nhìn lại quý anh, tôi lại giống như tôi nói một lần nữa là tôi vui nếu mà thật lòng,
những anh em ở Việt Nam nào làm ăn công chân chính và có một cuộc sống êm ấm, khá giả, thậm chí giàu, tôi mừng cho đất nước mình. Là vì cái đó là anh em mình là một là người dân ở trong nước, gọi là không chính, không trực tiếp liên đới với nhau, nhưng mà qua cái dòng máu mình, chúng ta là anh em. Và mình mừng cho nhau đạt được những cái công việc đó. Nhưng mà anh em mình phải phải công nhận một điều như thế này. Một điều như thế này. Một người khá giả được, một người êm ấm được, thì cả ngàn người đói em ạ. Tôi nói thật. Tôi nhìn qua quá nhiều hình ảnh. Tôi nhìn qua bên là tôi không phải nói là không phải là những kẻ xấu muốn muốn gọi là muốn dìm dân tộc mình xuống, tôi không nói những kẻ đó, nhưng mà tôi nói ngay những báo chí của nhà cầm quyền. Tôi coi tất cả những đài truyền hình Việt Nam, tôi đọc báo tất cả những báo ở trong nước của bạo quyền đưa ra. Nhưng mà anh cho Dương ngắt lời anh một câu, tại vì anh nói là anh đọc tất cả những cái báo Việt Nam trong nước, anh đọc tất cả, anh xem tất cả các đài trong nước Việt Nam, nhưng không biết anh xem, nhưng mà anh tại sao anh không thấy những cái tình hình của Việt Nam như thế tôi, nào? Tôi anh cứ xem khoan anh để cho Dương nói cái đã. Anh hãy xem lại cái điều đầu tiên dẫn chứng cho anh xem lại cái GDP của Việt Nam thời điểm anh ra đi của đất nước Việt Nam và đến thời điểm hiện tại GDP Việt Nam mình, thì anh so sánh nó một con số cụ thể luôn. Thì lúc đó anh chia bình quân đầu người thời điểm của anh ra đi là Việt Nam dân số là bao nhiêu, và đến bây giờ hiện nay Việt Nam dân số là bao nhiêu, thì anh sẽ có được một con số anh nhận định về Việt Nam. Chứ còn tại vì khi nói cách như nói với anh thì nó chung chung thôi, nó không ra được một cái gì, nó một cái vấn đề thì giữa em với anh nó đôi lúc có những cái gọi là những cái bất đồng cái ý kiến với nhau thì nó sẽ thành anh một như cái này. Không hay. Chứ còn ở đây em đã nói anh Tôi, rồi, tôi, 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 trong cái tôi, diễn tôi. đàn của em có rất nhiều anh hiện tại đang ở nước ngoài. Anh có thể anh chia sẻ, ví dụ anh Bình Hồ, anh Tư hay là anh Lợi Minh trong đây, thì tất cả những người đó đều về Việt Nam những ngày năm gần đây nhất, và họ nắm rõ tình hình trong tất cả những gì anh nói. Là thứ nhất có, nhưng đó một cái tỷ lệ nhỏ chứ không phải như theo anh nghĩ đâu. Đây đó em nói thật, tại vì anh nhìn lại cái GDP của Việt Nam mình năm 2017 là 220 tỷ đô. Rồi anh chia bình quân cho 93 triệu dân thì sẽ ra được là con số là bao nhiêu. Mà em cũng nói cho anh biết luôn, cái con số thống kê đó là trên bề nổi. Tại vì ở Việt Nam mình, ví dụ chẳng hạn những người lao động như bản thân em không qua kê khai tài sản, không kê khai một cái gì thuế cả, nên cái đồng tiền của em là không được tính vào trong cái GDP đó. Và cái tỷ lệ làm như em rất là nhiều. Tại vì sao? Đất nước Việt Nam của mình nổi lên cái tiểu thủ công nghiệp, mà cái tiểu thủ công nghiệp này đa phần là những cái ngành nghề có thể là gia truyền con nối, nó không qua một cái hệ đào tạo chính quy nào cả, nên cái vấn đề tài chính ở trong những cái mảng của em gần như không có ai kiểm soát, và tự mình làm tự mình biết. Nên nắm ra vấn đề này anh nên xem lại, tại vì nói ở đây là cái tinh thần mình chia sẻ với nhau thôi, chứ còn thật sự nếu anh nói ở những cái điều này ở một cái diễn đàn khác thì chắc chắn anh sẽ nhận được một câu nói khác chứ không phải câu nói như em. Đấy. Cũng giống như tôi nói với em, đó là anh em của mình là người Việt Nam, chúng ta có một mối số chung và chúng ta có một dân tộc, chúng ta có một mẹ Việt Nam. Dù rằng chúng ta nhìn thấy sự việc ở trong nước hay không nhìn sự việc trong nước, sự thật nó vẫn là sự thật. Sự thật ở đây có nghĩa là đất nước của mình trồng lúa gạo nhiều nhất nhì trên thế giới, nhưng mà còn rất nhiều người chưa được ấm no. Đồng ý với tôi câu nói đó không? Rồi cái câu nói thứ hai, tôi nói thật lòng, miền thôn quê Việt Nam đó khó khăn lắm. Tại sao ở trên Sài Gòn quý anh đông người đến ở? Là vì họ không sống được ở miền thôn quê, họ không có công ăn việc làm, họ phải lên Sài Gòn để sống. Để tôi nói thật với anh em nha, tôi có người bạn tôi mới gặp đây cách đây một tuần này, đã từng đi du học ở bên Âu Châu, rồi bố làm đại sứ của chế độ ở bên Âu Châu, rồi khi đi về đó, khi mãn nhiệm kỳ thì để đứa con, người con ở lại, và người con ở lại đó thì sinh sống với một cái gia đình đó, nhận làm
tự thật có đầy để mà nhận nhận làm con nuôi, và bây giờ cá nhân đó học xong đi sang Mỹ sống và làm việc lương cũng rất cao cao rồi, bây giờ hiện nay đi về Việt Nam để mở một cái nhà hàng rồi làm cho một cái công ty nào ở trong nước, và cuộc sống của cá nhân đó ở sống ở bên Mỹ cũng là một trong những người có đồng lương cao, nhưng mà sống không thế nào để có người ăn người ở trong nhà được, mà họ đã về Việt Nam và họ thích sống cuộc sống như vậy, và họ cần đến những người người làm việc giúp việc trong gia đình, nấu nướng giặt giũ, chứ còn sống ở bên Mỹ không không ai sống như vậy, dù rằng có dư giả cũng ít người muốn sống cuộc sống đó. Mà bây giờ để trở lại cái vấn đề cho rõ ràng, bây giờ anh em mình có dám thẳng thắn nói với nhau rằng Tổng Bí Thư rồi Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, họ có bạc triệu đô la và bạc tỷ đô la không? Cái vấn đề này á, bây giờ nè, anh nói thì anh phải nói rõ từng cái vấn đề cụ thể. Anh không thì Dương thì Dương không, sẽ tôi nói tôi nói của tôi, tôi nói bây giờ Dương sẽ giải thích cho anh cụ thể từng phần. Tôi nói cụ thể này. Tại điều đầu tiên anh đã không về Việt Nam gần 40 năm rồi, thì những cái gì anh dẫn chứng nó thật sai đến 90%. Rồi bây giờ em dẫn chứng đi. Em dẫn chứng là rồi ok, cái vấn đề anh nói là tại sao mọi người ở nông thôn rất là khổ, đúng không? Thì anh hỏi vậy, tại sao nếu nông thôn khổ thì tại sao xuất khẩu lúa gạo luôn đứng đầu và đứng thứ nhì thế giới? Bây giờ mình trả lại cái câu hỏi mình nói thật lòng với nhau này. Tôi biết Nguyễn Tân Dũng có bạc tỷ, có hàng bạc tỷ đô la. Không, khoan cái phần đó một chút nữa em với anh okay. Sẽ nói tiếp, còn bây giờ em đang làm rõ vấn đề cho anh giữa cái nông thôn, là anh nói là tại sao người dân nông thôn rất là khổ nên họ lên thành thị, thì em mới hỏi anh lại là anh tại sao người nông dân khổ mà lúa gạo vẫn xuất khẩu đứng nhì và đứng nhất thế giới là tại vì sao? Em à, trong quá khứ thôi, 1-2 năm nay Việt Nam không xuất gạo được nhất nhì trên thế giới nữa, mà thậm chí người Đại Hàn phải hỗ trợ cho Việt Nam gạo. Bao nhiêu anh? Tôi nghĩ là hàng trăm tấn. À, 100 tỷ tấn gì đó là cái một số lượng gạo lớn để giúp dân tộc ta có nghĩa là con số chính xác nó là 20 triệu tấn. Nhưng mà tại sao nó có con số 20 triệu tấn là anh không hiểu gì cả. Ở đây có một cái hiệp hội riêng của các nước ASEAN, người ta mỗi một năm đóng góp vào đó một cái phần lúa gạo đó. Nếu như một đất nước nào có thiên tai thì trong cái khối ASEAN này người ta xuất những cái lúa gạo đó để hỗ trợ cho đất nước bị thiên tai. Thì Việt Nam vừa rồi của mình bị thiên tai nên chính vì thế người ta mới xuất ra cái gạo đó để hỗ trợ cho người Việt Nam mình 20.000 tấn gạo. Tốt là vì mình nếu nhu cầu của mình cần. Tại vì sao không phải là nhu cầu tốt. Nhưng mà cái đó là do cái thỏa thuận của tất cả các nước trong khối ASEAN. Anh phải hiểu điều đó. Mình hiểu và mình vui. Không, anh nghe là những luận điệu đó là những luận điệu không chính xác. Dương mới nói anh Dương cung cấp thêm cho anh cái thông tin, và cái thông tin này anh cứ tìm hiểu. Còn vấn đề là tại sao Việt Nam mình bây giờ nó không còn đứng nhất lúa gạo thế giới nữa là do cái trình độ khoa học kỹ thuật lúa gạo của mình. Họ đang nghiên cứu về chất lượng chứ không, họ không cần về số lượng nữa. Tại vì cái nhu cầu của mình số lượng quá dễ, và bây giờ Việt Nam mình cần chất lượng cái hạt lúa gạo. Anh hiểu điều đó không? Nên chính vì thế Việt Nam của mình luôn luôn đứng trong top 3 của thế giới về xuất khẩu lúa gạo. Anh phải hiểu điều đó. Nên ở đây Dương mới dẫn chứng cho anh con số cụ thể là cái GDP của Việt Nam. Anh hãy xem lại cái GDP của Việt Nam mình là như thế nào từng mỗi năm, và cái sự tăng trưởng nó có hay không. Anh phải tìm hiểu kỹ. Nên anh ở đây trong những vấn đề anh nói ra thì thực sự ra nó đã sai đến 90% là ở chỗ đó. Tức là ý của em muốn nói rằng ở Việt Nam không có người nghèo, không có, tức là ai cũng được no ấm như em. Không phải là không có người nghèo, nhưng cái nghèo đó anh phải tìm hiểu là cái nghèo do đâu, có nghĩa là họ tự muốn nghèo hay là thực sự họ nghèo. Trên đời này không ai muốn nghèo đâu em. Nếu vậy thì xin mời anh về Việt Nam một chuyến. Rồi Dương sẽ chứng minh cho anh được những người ta muốn nghèo. Người ta muốn cần cái sự, người ta xin được cái hộ nghèo để ta hưởng được những chính sách của nhà nước.
Tại anh đi xa, nói thật anh đi xa Việt Nam 40 năm rồi, thì nói thật anh là anh gọi là anh không còn nắm vững được những cái gì về Việt Nam cả, mà anh chỉ nghe qua báo đài và anh nghe, anh không phân tích ra được việc hoàn toàn anh đi Bây giờ xa. mình Dương khẳng ok, định nếu lên mà điều Dương đó. nói cái điều đó thì Dương cho mình là thiếu sự hiểu biết, không biết cái tình tình hình ở trong đất nước cho nên mình sai. Cái đó là Không, phần của Dương. Mà bây giờ mình tiến tới cái công việc mình muốn nói này. Những nhà cầm quyền, những người cầm quyền trong nước, giống như tôi nói, tôi vừa nói tên ra nhiều lần đó, họ có bạc triệu đô la và thậm chí có đến bạc tỷ đô la. rồi Vậy thì tiền ở đâu thì cái điều họ này có? bây giờ thứ nhất là giống như nãy ở đây em đã từng có chia sẻ trong cái diễn đàn này rồi về cái câu hỏi này của anh. Thứ nhất anh phải xem lại là người ta, gia đình người ta có làm kinh tế hay không, đúng không? Người ta con cháu hay là cô dì chú bác, thì lúc đó anh mới phân tích ra, rồi Ý lúc đó anh mới ý đánh giá ý là ý như của thế nào. Dương muốn nói rằng gia đình Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng Việt Nam trong đảng hơn ba Đúng chục rồi. năm, họ khôn ngoan, họ tài giỏi đến nỗi mà họ là người duy nhất giàu có ở Việt Nam và cả dân tộc mình không biết làm thương mại, không biết làm ăn, lười biếng cho nên nghèo đói. Dương muốn nói câu nói đó. Còn Nguyễn Tấn Dũng có căn nhà gần nhà của tôi này ở Houston này, trị giá bạc Rồi, triệu, ok anh. cách nhà tôi khoảng chừng hai Thì hai cây anh số biết nếu nếu như, như nếu như nếu như vậy thì Dương hỏi anh có biết con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng mà họ làm công ty gì hay không? em à. Tôi nói như cho em như thế này, họ không lấy tiền bất chính của dân tộc, họ không ăn trên ngồi chốc, họ không ăn trên xương máu toàn dân, thì tiền ở đâu để họ mang sang Mỹ để họ đầu tư? Anh Họ có răng của họ để họ không đầu thể tư mình à ngồi em? mình không Họ nó không biết tiếng nè Anh, anh, nếu anh họ không biết luật pháp, bên họ lấy tiền đâu họ đầu tư em? Họ bán đó, thân để họ đầu tư à em? nếu nếu vậy anh khi khi dễ người Việt Nam quá chứ gì, Chả lẽ người đúng chả, không? Anh xem là anh nghĩ là người Việt Nam người ta không đủ trình độ để người ta kinh em doanh hả? chả lẽ anh vừa hỏi ngược lại em đó. Em nói rằng gia đình Nguyễn Tấn Dũng đó, văn hóa Việt Nam còn thấp, trình độ học vấn ở trong nước còn thấp, Bây giờ Dương hỏi anh nè. Anh ngữ, không biết luật pháp quốc tế, và lấy tiền đâu để làm ăn? Chả lẽ con trai gái Nguyễn Tấn Dũng bán thân đi đi lấy tiền để làm ăn này em? Tại sao tại tại sao anh nghĩ ở đâu mà người người dân Việt Nam không biết anh ngữ? tôi Anh tôi anh biết Việt Nam mình mở, anh biết Việt Nam mở cửa từ từ bao lâu em chưa? em tôi nhìn thấy trình Nói tôi xin tôi lỗi tôi anh chị nha, anh nói một cái câu này á, Dương Dương xin lỗi anh trước, anh nói câu này là anh hơi ấu trĩ quá. Tại vì sao? Anh phải hiểu là người ta, gia đình của người ta, ví dụ gia đình anh. Ví dụ tự nhiên bây giờ Dương nhìn vô anh thấy đang ở một căn biệt thự. Dương hỏi anh đi buôn ma túy hay sao anh có tiền nhiều vậy? Anh chấp nhận cái luận điệu tôi có đó không? khả năng chứng minh cho em, tôi có khả năng chứng minh cho Ủa, em, và thì bởi chính vì Dương phủ mới hỏi Mỹ anh cũng phải muốn tôi chứng minh nữa. anh nói ông ấy. Anh nói Nguyễn Tấn Dũng thì anh cũng phải chứng minh đi chứ. Ok, bây giờ Anh biết là anh chứng minh bản thân anh phải biết chứng minh cho người ta thì chứ. tôi vừa hỏi em đó, tôi hỏi rằng vậy thì gia đình Nguyễn Tấn Dũng có bạc tỷ, họ lấy ở đâu ra? Họ lấy đâu ra? Con gái của Nguyễn Tấn Dũng điều hành một tập đoàn cả mấy chục nghìn tỷ. Nói cho anh biết luôn. Anh có biết điều đó không? Nhưng mà tôi Và hiện tại con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng ưng một Việt kiều, và người đó là con của một người Việt Nam Cộng hòa bên tại Mỹ luôn. Anh có biết không? những chuyện đó cả thế giới biết em mà, cả thế giới và cả cả À, dân tộc Việt Nam thì biết đương nhiên thì là anh họ phải là hiểu những nó là kẻ, như thế nào chứ. và cả dân tộc chúng ta đều biết rằng họ là những kẻ ăn trên xương máu. Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền 15 Không, 20 năm mà anh làm cả nói cho anh một phải dân tộc nè. nghèo đói. Không, anh đã nói rồi, anh nói anh phải có cái gì anh chứng minh, anh không thể nói bằng mồm. Anh nói bằng mồm thì giống như Dương nói anh, Dương nói anh bây giờ anh đi buôn ma túy anh có tiền, đúng không? Nó tương như Tôi nó vừa đưa nói ra. với em đó, tôi nói rằng ở đất nước Mỹ này, Tổng thống Donald Trump cũng phải đóng thuế. Tổng thống Donald Trump cũng phải khai báo cho mọi người, cho sở thuế biết rằng năm nay làm bao nhiêu và làm sao ra số tiền đó và đóng thuế trên số tiền đó. Nhưng mà chính
cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, nhưng mà bây giờ nhưng trong mà khi tại đó sao anh nhìn nhưng mà thấy tại nè, sao Nguyễn Tân Dũng làm thủ tướng đồng lương gọi là đủ ăn mà lại trở thành kẻ giàu có nhất trong dân tộc, mà khi trong khi đó dân tộc lại trở thành một những người nghèo đói nhất trong 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 thế kỷ? anh lại không hiểu, anh không hiểu, đã nói con gái người ta đã làm kinh doanh thì đương nhiên có tiền để mua sắm chi là đó là chuyện bình thường trong xã hội này thôi, chả có một cái vấn đề gì. Nhưng mà anh nói thì anh không có một cái dẫn chứng nào cụ Bây thể, mà anh bây cứ quy chụp cho người Dương ta là Dương người ta tôi ăn cướp đây tiền của đây dân, đây là cái dẫn anh không thể nói đây chuyện là cái được. dẫn dẫn chứng cụ thể này Dương. Ok, bây giờ chúng hai hai anh em mình Đâu anh dẫn chứng gì cái đều nữa, đồng ý rằng gia đình Nguyễn Tấn Dũng giàu có, đúng không? Đúng không? Cả hai anh em mình đồng rồi ý điều anh. đó, tức là gia đình Nguyễn Tấn Dũng đó có học, có sự khôn ngoan, biết làm thương mại để trở thành những người giàu có nhất nhì trong nước. Nhưng mà ngược lại đó, cả dân tộc mình nghèo đói trong lúc ông ta cầm quyền. Nghèo nghèo đói là anh dẫn chứng nghèo đói như thế Bây nào? giờ tôi đề nghị Dương như thế này, tôi sẽ gọi là chịu chi phí cho Dương. Tôi muốn Dương đi từ mũi Cà Mau đi thăm đến miền Bắc, và Dương sẽ trải qua tất cả những làng mạc của người dân sống, rồi dân cho tôi sẽ chịu cái chi phí đó cho Dương, để Dương biết rằng dân tộc mình có đói khổ không, hay là dân tộc mình đang sống ở trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa, nơi mà như Nguyễn Tấn Dũng có hàng triệu, có hàng Dương tỷ. nói cho anh nghe. Ok, bây giờ Dương đã nói anh rồi, anh không thể quy chụp cho người ta trước khi anh không có được một cái chứng cứ. Còn cái vấn đề ở đây Dương nói anh muốn gì, vì anh có thể là một cái vé máy bay anh bay về Việt Nam đi. Dương là người đích thân và sẽ có xe đưa đón anh từ sân bay và anh đưa anh đi từ địa đầu đất nước, đúng không? Cho đến cuối cùng là Cà Mau. Dương sẽ cho anh nhìn thấy tất cả những cái đời sống, cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam mình ra sao. Dương nói cho anh biết, nông thôn đến bây giờ họ xài tivi smart, tivi thế hệ thông minh á, 34 inch họ chưa chắc họ xài. Dương nói cho anh biết. Và bây giờ người nông thôn họ trồng rau, rau sạch nha. Anh có thể anh bước ra ngoài vườn, anh lấy rau anh ăn luôn, anh không cần phải rửa. Nói cho anh biết điều đó. Anh có biết không? Tại vì sao Dương nói anh nghe, Dương không phải là người ở đây để gọi là che đậy một cái điều gì cả, đúng không? Anh em mình trên phương diện mình trao đổi, nhưng những cái điều anh nói thật anh Dương nghe rất nhiều rồi, mà nghe những từ những cái anh Việt kiều chống cộng ở bên phía bên Mỹ đó nói về, đúng không? Chứ không phải riêng anh đâu. Nên tại sao Dương mới nói anh ở đây trên cái diễn đàn của Dương, Dương nói bằng cái tình cảm với anh thôi. Chứ nếu ở diễn đàn khác mà anh nói chuyện kiểu như Dương nha, anh đọc cái comment ở phía dưới nãy giờ đi thì anh sẽ hiểu được, nếu như ở diễn Tôi đàn khác thì họ sẽ cư xử như thế nào chứ. nói như thế này cho Dương hiểu rõ này. Gia đình tôi là người Bắc di cư chạy trốn Cộng sản Việt Nam từ Rồi những em năm biết. 45, và gia đình tôi, tổ tiên tôi đều biết Cộng sản Việt Nam là gian ác và đã bỏ chúng và bỏ chạy. Thế rồi bỏ đến miền Nam, rồi Dương biết cái gì không? Tôi cũng và gia đình tôi tiếp tục bỏ chạy từ miền Nam ra hải ngoại. Và có một điều mà cả gia đình tôi và rất nhiều người biết là sống với Cộng sản không sống nổi. Chúng lừa bịp từ ngày chúng có mặt ở đất nước Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Cho nên đối với cái Không, nhìn của tôi đó, tôi nói thật lòng, Cộng sản Việt Nam chỉ hủy bỏ chứ không cải thiện được. đó là tại vì anh mang một cái nỗi gọi là nó xung quanh mối thù cá nhân Cá nhân để thế anh nào quy được? chụp vào cho tất Cả cả, dân tộc mình đói tức không cá nghèo nhân. Tại mà sao anh nói là từ từ Bắc anh lại bỏ vào Nam, rồi từ Nam anh lại bỏ đất nước Việt Nam anh ra đi nước ngoài, thì không phải là cái sự thù hằn của anh mới bỏ đi. Chứ còn như bản thân Dương, Dương là người ở trong nước, hiện tại Dương sống dưới chế độ của Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam. Dương cảm thấy Dương tự hào. thế thêm Dương không nghĩ Chẳng có vấn đề gì gọi là lừa lọc ở Dương đây không cả. nghĩ rằng Dương Đúng không không? nghĩ rằng chúng tôi là những người sống ở hải ngoại, là người Mỹ gốc Việt, chúng tôi tự hào, chúng tôi mang dòng máu Việt Nam à? Ủa thì tại tại vì sao nếu như anh nói điều đó, bây giờ anh hỏi, nãy giờ anh hỏi Dương, anh nói nếu như thật sự anh hỏi tài sản Dương có bao nhiêu, đúng không? Dương không muốn nói cho anh nghe.
đúng không? Tại vì Dương thừa hiểu là cái ý anh như thế nào rồi. Anh nói nếu được Dương có cơm ăn áo mặc, được ấm no, Dương cảm thấy Dương mừng, thì tại sao anh không nhìn để người dân đi? Còn có vấn đề chính trị, vấn đề những cán bộ, đó là chuyện của nhà nước, anh không cần phải bận tâm, mà anh chỉ bận tâm đời sống người dân thôi. Thì anh đặt cái tôi của mình qua một bên, anh đừng đem nói chuyện đó, thì có lẽ là cuộc nói chuyện mình sẽ vui hơn. Còn anh nói những cái điều của anh nói hiện tại bây giờ sẽ làm cho anh một cái sự uất ức là anh nghe nhưng mà anh không có định hướng được. Tại vì anh nghe nó thật luôn, những trang mạng anh nghe, những cái trang báo anh đọc, và có thể những trang mạng không chính thống, tôi nó tôi thẳng dành tôi tôi chuyện luôn. Còn nếu tôi tôi như vừa anh tôi xem tôi Đài tôi Việt vừa Nam khẳng định cho Dương biết một điều là tôi đọc báo trong nước, tôi coi truyền hình ở trong nước, và những đài truyền hình và báo đó là do chính Đảng Cộng sản Việt Nam phát đi. ủa, nếu như Vậy nếu như anh đã xem đài truyền hình thì Dương mới hỏi anh là anh có nhìn thấy cái số liệu thống kê cái GDP của Việt Nam và cái nền kinh tế của Việt Nam qua từng năm ra sao hay không? bây giờ tôi hỏi lại Dương này, Không, anh bây giờ trả lời người cho câu Việt hỏi Nam, của Dương trước đi rồi Dương cuộc sẽ trả sống lời kinh anh. tế của Anh dân Việt Nam mình so với cả thế giới mình đứng hàng thứ bao nhiêu? 32 thế giới. Đứng hàng thứ bao nhiêu? 32 Đứng hàng thứ 30, nền kinh đứng tế. hàng 32 thế Đúng giới, rồi. thì tôi nghĩ rằng nếu mà như vậy thì chắc là nước Mỹ đứng hàng thứ 10. Nếu mà Dương Thì bây giờ nếu Dương Dương nếu nói anh nếu mà rồi, Dương nói anh câu cứ nói đó vào. thì chắc là tôi lại một lần nữa, Dương khuyến khích tôi đọc báo trong nước, đài truyền hình của bao quyền phát đi. Thì tôi cũng nói với Dương đó là Dương làm một chuyến đi ra nước ngoài để Dương thấy cái văn minh của con người, cái sự thật của thế giới ngày hôm nay như thế nào. Họ không những họ lên cung trăng lâu rồi Dương, họ thăm ông cuội cô Hằng ở trên đó cả 40 năm nay rồi, và bây giờ họ sửa soạn lên hỏa tinh, nhưng mà Việt Nam mình chưa lên được thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Dương Dương lên được rồi, Dương khá, tôi mừng cho Dương, thật lòng tôi mừng cho Dương, là vì anh em của mình được như vậy, một người thì sẽ có 2 người, và sẽ có 5 người, và sẽ có 1.000 người, và sẽ có hàng triệu người. Tôi mừng khi tôi thấy được điều đó. Không ai mà thấy anh em mình giàu mà lại ghen tương mà điên rồ lại. Mình thấy nhau khá giả, mình thấy Đây, nhau ấm no, mình mừng cho ok. nhau. Rồi, bây giờ Dương Dương mới nói anh tiếp nè. Anh xem lại, đúng không? Anh nếu mà anh nói điều đó, anh hãy xem lại Việt Nam. Từ khi ổn định đất nước đến bữa nay, đến ngày hôm nay, đó là bao nhiêu năm? Và cái sự phát triển của Việt Nam này, anh hãy vào những cái kênh có cái tiếng nói chính thống hơn. Đó là cái kênh uy tín nhất là Ngân hàng World Bank. Ha, anh vào đó, anh xem cái nền kinh tế Việt Nam mình, cái ngân hàng World Bank nó đánh giá như thế nào và cái GDP Việt Nam mình họ ra sao. Đó là những cái nơi, là những cái gọi là những cái cơ quan có uy tín nhất trên thế giới của mình. À, anh vào đó anh xem thì lúc đó anh sẽ nghĩ về đất nước Việt Nam mình nó chính xác hơn. Chứ còn bây giờ anh nói như thế, với cái thứ hai Dương chia sẻ với anh là anh hãy xem lại, anh ví dụ chẳng hạn anh nói nước Mỹ đi, anh xem nước Mỹ ngày hôm nay đã hòa bình được bao nhiêu năm, có phải trên 300 năm hay không? Còn Việt Nam mình từ ngày thống nhất đất nước đến hôm nay xây dựng được bao nhiêu năm? 43 năm, nhưng phải trải qua bao nhiêu năm cấm vận rồi? Thì chỉ rõ ràng được chỉ có 20 năm mà thôi. Thì anh khấu trừ đi thì anh sẽ biết. Đúng chưa? Còn bây giờ nè, bây giờ anh không tin lời nói của Dương, anh có thể anh không tin. Ok, anh sẽ tạm anh xuống diễn đàn anh ngồi, em sẽ mời anh một người ở bên Được Mỹ rồi. lên chia sẻ những điều này với anh. Được rồi. Ok, Hân đúng hạnh chưa một anh? lần nữa cảm ơn Dương cũng như là chia sẻ cái Dạ tâm ok, tình. cảm ơn anh. Đây chúng anh em Dạ mình rồi, không dạ nói rồi anh. chuyện chính trị, mình cũng không nói chuyện chống Dạ đối, dạ nhưng mà không, mình nói thì chuyện lúc thật lòng với nhau. Và để tôi sẽ Dạ lắng đúng nghe rồi, những người ok. khác nói. Cảm ơn Dương rất nhiều. Thì tại vì á, em chia sẻ anh là anh đi 40 năm rồi thì thực sự anh không có theo sát được cái tình hình Việt Nam đâu. Rồi anh cứ xuống diễn đàn anh ngồi anh chờ đi, em sẽ mời anh một người Mỹ cũng giống như anh, một Việt kiều lên sẽ chia sẻ với anh những cái điều này. Rồi cảm ơn anh. Ok, cảm ơn anh.